អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីថាកែហាងពេញអ្នកស្រីត្រីដនាចាប់អារម្មណ៍ប្អូនស្រីរូបនេះដែលជាបងស្រីពេជ្រធីរ៉ាដោយសារតែសម្រស់ស្អាតពីធម្មជាតិញញឹមស្រស់ហើយពេលធំឡើងប្អូនមានបំណងចង់ធ្វើការងារមួយនេះចាថាតើបងស្រីរបស់ប្អូនពេជ្រធីរ៉ានិយាយបែបណានោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នា ដោយដែលប្រិមិត្តបានដឹងហើយថាលោកស្រីត្រីដានាធ្លាប់បានសន្យាកន្លងទៅថានឹងសង់ផ្ទះថ្មីមួយខ្នងដល់សមរម្យជូនគ្រួសារពេជ្រធីរ៉ានោះហើយនៅទីបំផុតផ្ទះថ្មីនេះក៏បានសាងសង់រួចហើយដែរក្នុងនោះអ្នកស្រីត្រីដានាបានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅថ្ងៃទី18ខែធ្នូម្សិលមិញនេះថាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងស្វាមីមកប្រគល់ផ្ទះជូនគ្រួសារប្អូនប្រុសពេជ្រធីរ៉ាដែលតស៊ូប្រណាំងកងចាស់ជាមួយគេនាងខ្ញុំក៏បានទិញសម្ភារៈ
bần tỏ tiền. Đôi lấy nửa ngày này phong đáy, một nị bần tính. Nè sấy trị đàn ná bàn bần hóa rụp hiếp đo cụ ở chạp ở rầm chế chân sân lạc tiệt bì một mốt đo sở sán, thoa mì chết ở rộ bọc bọn sấy bịch thể ra. Nè sấy bàn bạp bần thèm thà. Khơi chạp ở rầm bọn sấy rụp nị, khá nhóm gỡ đôi khá nè. Khơi thá quạt sát bì thoa mì chên. Nhờ nhóm sở mòn, quạt chế bọn sấy rộ bọc bọn thể ra miền chmù thá sấy nình. Bốc quạt thá ở dụ đập rằm chân nằm hơi, khá nế nâu tài bà tè, chuối mà đài chư. Xua tờ thá thông lớn trong thơ chía ô tài phóng, trong thơ chía một đài lập hồng. Quạt thá khơi cây sán, trong tay mốc sát đôi cây mà đòn. Prăng riêng sâu sân tờ khá mùi sầy, bêl khá mùi mình chùm này đăng chú bác. Thông lớn trong thơ ấy có bàn đài. Chà, đi cư chì xâm rõ rụp bọ bọng sẽ lại bằng cơt rụp bọ bọng bọ bọ năng con bệnh thế ra. Bọn dây rụp này cư kê miên chmu thác sẽ lại nình. Miên ảnh dụ đập rằm chân nằm hơi. Dương khơi thà xung bày tài nạ sẽ lại trị đàn á có sơ sơ ẩm bí mốc mọt đó sẽ rõ sát bẹp thòm chết rụp bọ sẽ lại nịch phóng đầy. Thông lớn kê nâng khai tư chìa mà nụt đó sẽ rõ sát mùi rụp chạy chìa mần khăn. Cô bấm non khổng thang hơi nâng chọn khai tư chiếc đà ra một đài. Chuyên bộ ở bộ sấy xâm rạch tạm các đầy bà thân hà rụng bọc luôn, xù xù nạp bộn. Chà tàu bày mật dù liêng nạ đáy xông chốt bánh chanh mật tệ mà nẹ mùi. Chà hơi tệ tôn nâng bộ rùm mình đáy có xông mình chọc tài trâm nỉ. Ây lớn dương nghiệp mục tạm đán bộ rùm mình mùi tiết đà tệ tôn tên nâng. Rùm này thán bà sát bần tiêu tốp sẵn nợ khăn sọc bày nốm khai bà sấy hắn nụ tại sự phép sán, rùm xóm chư mùi khá là cá. Tất thật lẽ thôi mà chuyện, ở đây đã bị xe bọc hộn nữa, cứ miễn rụp trong lá xa xanh. Tí tăng ní, miễn bọn bọn phải nhiều tình sự cho tỉnh nát đạt bàn xe quán nâng bàn tử linh. Bọn bọn mùi chung nguồn thống bảo gọt chế mình bàn xe quán nụ lời, đời xa tại đồng bọn ní tớp ta là bây kháng mùi dạp bếch trong cỏ nỉ. Khi nông nụ phong đói, tí nú miễn tất thật lẽ, mơ tớ trò chạy xa xáy. Ôm chú mùi nâng bạc dạy cả bảy phần nấm của ai trong tử linh nè. Mình trầm tài bình nó rụp châm lạ vĩnh, miền đồ chía, rụp đầm rấy, rụp cố, rụp ảnh đấng. Nâng rụp châm lạ xa 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 phái phái chìa tràn tiền. Chà, nếu cứ chìa rụp này than bà sát bần tế tốp đài bọn bà ôn mùi châm nôn thông bà gọt chìa mặt đài xa còn nốt lời. Đời xa tài miền tí tăng thật nơ khăn nông khát bà xây hà nốt, hơi nơ khăn nông bà rầy. Tế sụp hiệp vĩnh khơi thà bật chìa xa xa xa, ôm cho mùi nâng tực thế, miền tàng rụp châm lạ tiền. Tôi hỏi bà gọt chí trong thọn, bắt đắt dụng nơi tự tập hiệp đó sẽ rõ ràng cao ní cực khả nền tài mở đồn. Vì xe nó còn tài khởi những tức thật lệ thật là cho vệnh bệnh ní, cô ấy chẳng ngủ tự hơi. Chà, tha ta bây mệt nà khát thật lọp tự lến, xôm chột bánh chanh mật thách mà nẹ mùi. Chà hơi tệ tôn nâng bộ rùm mê ní đáy có xôm mình chọc tài trâm nỉ. Xôm chạy subscribe nâng rụp cạnh đấng nằm bầy tự tuột bán bộ rùm mê thamay thamay chia bàn tỏ tiền. Xôm ạ cún, xôm cơ rụp lìa.